Thầy Nguyễn Công Chính xin gửi lời chào đến tất cả các bạn thân mến, các em yêu quý. Hôm nay thì một lần nữa thì thầy cùng với thôi thầy đã quay trở lại cùng với tất cả các bạn học sinh yêu quý của các em. Hôm nay thì chắc là chúng ta các bạn học sinh lớp 10 2003 yêu quý là các em đã thi xong ngay hết rồi. Vừa rồi thì thầy nhận được rất nhiều các cái phản hồi tích cực cũng như rất nhiều các cái kết quả của các bạn gửi về cho thầy. Rất nhiều bạn có kết quả học tập rất là tốt, tiến bộ rất là nhanh chóng, điểm cao 9-10 nhiều lắm, được chưa? Điều đó làm cho thầy cảm thấy mình rất là vui. Và cũng khá là nhiều bạn cũng mong muốn là thầy ơi, sau khi mà em học xong lớp 10 rồi, em mong muốn được tiếp tục được thầy hướng dẫn cho các em lớp 11 và thầy hãy theo bọn em đến suốt hết vào đại học nữa thầy nhé. Đúng rồi, sau khi nghe những điều đó cũng lại cảm thấy một lần nữa là xúc động lần thứ hai. Các em yêu quý, năm nay thì thầy Chính cũng sẽ thầy theo nguyện vọng của tất cả các bạn và các em cũng như đáp ứng về cái lộ trình, không chỉ nguyện vọng của các em đâu mà cũng đúng theo cái lộ trình mà ôn thi. Dĩ nhiên thầy và sẽ vẫn tiếp tục đồng hành và hướng dẫn cùng với các em, thầy sẽ tiếp tục dạy cho các em phần lớp 11 và lớp 12. Cái gì nó cũng có cái thời gian đó, được chưa nào? Những bạn nào mà học với thầy từ năm lớp 10 thì thầy tin tưởng rằng là các em đã có cái gốc cho mình rất là vững chắc. Nếu mà các em mà học tốt ấy, thì cố gắng tiến tiến lên và tiếp tục phấn đấu cố gắng nữa lên nhé. Và hãy giới thiệu nhiều hơn đến tất cả các bạn bè của mình về học khóa học của thầy Chính. Các em nhớ chưa nào? Thầy dự kiến rằng là có thể là ngày mai, tức là trong tuần này, có thể là ngày mai hoặc là trong tuần này thì khóa học lớp 11 của thầy Chính sẽ khai giảng. Được chưa? Thầy hứa là trong tuần này là sẽ có khóa học lớp 11 để cho tất cả các bạn và các em đăng ký ở trên tuyển sinh 247.com. Những bạn nào mà đã học thầy, biết thầy rồi thì mình cứ thế mà mình đăng ký thôi. Còn bạn nào mà chưa biết, chưa được học thì lần này đây là cơ hội cho các em rồi. Thầy mong rằng các em hãy chớp lấy cơ hội này để cùng học với thầy. Đó có cơ hội học này rất là quý đấy các em ạ. Chú ý rằng là học trên tuyển sinh 247.com không chỉ có thầy và tất cả các thầy cô giáo khác đều rất nhiệt tình, đều rất có trình độ và các thầy cô đều rất là tận tâm với học sinh. Qua đây thì thầy cũng nói với các em luôn, đó là số học sinh thi đạt đậu điểm cao trên tuyển sinh 47.com rất là nhiều và hầu như các bạn trên này có một cái lượng lượng học sinh rất là hùng hậu. Em có muốn về nhóm cùng với các thầy cô và của thầy không? Được chưa? Thì ta cố gắng ta theo học của thầy, cố gắng được hết 3 năm thì là tốt nhất, được chưa? Thầy hứa và đảm bảo với các em rằng nếu các em động lực và quyết tâm cố gắng lên ngay từ sớm học cùng với thầy thì thầy tin chắc chắn rằng kể cả em có yếu hay là mất gốc thì chuyện này không có gì mà phải lo lắng cả, nhớ chưa? Rồi bây giờ các em hãy ấn chia sẻ đi, đợi thầy một tí, ấn chia sẻ nhé. Rồi và tap các bạn vào để các bạn học. Hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ cùng vào học cái bài, thầy sẽ mở đầu học lớp 11 bằng bài phương trình lượng giác cơ bản. Cái vấn đề lượng giác này nó cũng nguy hiểm phết đấy. Ngày xưa học lớp 10 chúng ta học cái phần này xem đã tốt chưa? Ngay phủ đầu chúng ta vào đầu năm lớp 11 ta sẽ phải học lại ngay lượng giác. Thầy cũng nhắc luôn cho này, bạn nào mà nếu như em đang cảm thấy học yếu lượng giác thì em có thể vào tuyển sinh 47.com, em đăng ký học lại cái phần lượng giác ở trong khóa học toán lớp 10 của thầy Chính nhá. Được chưa? Vì chỉ có thầy là người hướng dẫn cẩn thận kỹ càng cái này dễ hiểu nhất thôi, cố gắng lên. Theo thầy thì thầy nghĩ là em nên đăng ký học. Nếu như em không học tất cả cái phần lớp 10 cũng không sao, nhưng nếu mà em yếu phần nào thì em vào đăng ký học phần đó đi. Thầy nghĩ là vẫn ổn đấy. Nhớ chưa? Trong khoảng thời gian hè đủ thời gian để cho mình có thể đào lại cái phần đó. Chứ không may kia vào người ta phủ đầu phần phần này ngay, lần sau là như người tối cổ luôn, nó không hiểu gì cả. Vào thế là chết. Ngay từ đầu năm mà vào mà mai kia mà bây giờ đang nghỉ hè không sao, mai kia vào đầu năm mà cô giáo mà gọi bảo không làm được bài, chắc lúc ý à là giờ xấu hổ với bạn bè lắm đấy. Được chưa? Thầy cũng phải nói học với thầy thì không bao giờ có chuyện ý phải lo cả, đấy chứ ông xấu hổ lắm đấy, đùa đâu. Có hiểu không nào? Đó. Rồi, xin chào tất cả các bạn và các em mới vào nha, được chưa? Sẽ hết sức là cố gắng các em ạ, cố gắng lên. Rồi. Nghỉ hè rồi nhưng mà bạn nào mà theo thầy thì nên học từ sớm, được chưa? Thầy sẽ cố gắng khởi động mỗi tuần ít nhất một bài, đến lúc ý thì là vừa, được chưa? Hãy cố gắng học sớm thì nó sẽ có lợi hơn. Hôm nay chúng ta đợi thầy ấn chia sẻ một tí nha, được chưa? Ấn chia sẻ, các em ấn chia sẻ nào.
Đợi 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 thầy chia sẻ nha. Rồi, ok. Rồi, để thầy chia sẻ về ý đã. Chúng ta có nhìn rõ được không? Rồi, ấn chia sẻ. Xong. Hôm nay để cho cái không khí cái buổi học đầu năm của chúng ta thêm được phần vui vẻ và hiệu quả. Chúng ta không việc gì phải vội vàng cả. Được chưa? Các em sẽ cùng thầy cùng nghe thầy hát tặng một bài. Được chưa? Đấy, rất nhiều bạn đang có kết quả rất là tốt này, thầy xin chúc mừng nhé, được chưa? Rồi, thầy xin chúc mừng. Thầy cũng có phát bài giảng hàm số lượng giác bài đầu tiên ở trên YouTube của tuyển sinh 247.com, đã có bài giảng mẫu rồi. Các em có thể lên YouTube tra bài hàm số lượng giác của thầy chính nhé. Được chưa? Có bài giảng mẫu rồi, em có thể lên xem giúp thầy. Nhớ chưa? Rồi, có bài giảng mẫu rồi đấy. Đây rất nhiều bạn. Bạn Minh Sky nhờ học thầy mà vừa rồi em thi toán điểm ở top đầu luôn thầy ạ. Đó, được chưa? Chúng ta có thể ngước mặt lên trên nhìn xem rất nhiều bạn đã học tiến bộ phần này và cũng như là các bạn đã học khóa học của thầy. Các bạn đấy chưa? Chỉ cần học một khoảng thời gian ngắn thôi mà các bạn đã lên top đầu rồi. Điều này thật sự khiến thầy rất là vui. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thầy cậu em sẽ nghe thầy hát tặng một bài nhé. Hôm nay không khí nó thoải mái, nó vui vẻ. Bây giờ vẫn nghỉ hè cơ mà, không có gì phải vội đúng không? Đầu năm chúng ta sẽ được thoải mái giải trí cùng với thầy. Nói chung ấy, được cái là rất nhiều bạn học sinh bảo là học thầy nó không chỉ nó vui, dễ hiểu, hiệu quả, tiến bộ nhanh chóng mà lại còn rất là giải trí. Đấy, được chưa? Đấy. Thế chúng ta sẽ cùng hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một cái bài hát khá là hay. Chúng ta sẽ nghe cái bài Ai là người thương em. Được chưa? Bài Ai là người thương em bắt đầu. Ok, cái bài bài này cũng thấy thấy hay này. Ai là người thương em? Nói chung là hát chỉ mang tính chất gọi là giải trí và tặng kem thôi nhá, chứ không có cái vấn đề gì ở đây. Các em cố gắng lắng nghe nhé. Được chưa? Ok. Cảm ơn rất là nhiều. Được chưa? Rồi, tất cả các bạn và các em có nhìn rõ không? Có sợ bị mờ hay gì không? Nhưng xem nếu mà có mờ chỉnh nét nhé. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ cùng nghe bài Ai là người thương em. Nói chung là bình thường nghe thầy thích bài nào thì thầy sẽ hát tặng bài đó. Được đầu năm nghe một bài này. Cùng nghe nhé. Con gái anh từng yêu sao rồi, có một mình đi dưới mưa lúc buồn, con rơi khi ngồi xem thước phim buồn, ôm thật chặt vào ai khóc như đứa đứa trẻ. Gái anh từng yêu quên rồi, có một chiều tay nắm tay ngóng đợi, hôn sương không tề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Anh yêu hãy quan tâm anh và nhắc anh bao điều em thích, hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau lưng em nói bên anh, qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vậy giờ ai là người cho em yên bình? Xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành, hững hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh. Bao năm đi bên em anh thật không thể làm được, người mình thương giờ chẳng nhớ tên quen thuộc. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các em. Bài hát này thầy cũng mới tập hát thôi. Được chưa nào? Nên nói chung là có cái nếu mà hay thì cảm ơn mọi người nhé. Các em nhớ thả tim chia sẻ nhé. Được chưa? Cảm ơn rất là nhiều.
con gái anh từng yêu quên rồi. Có những chiều tay nắm tay ngóng đợi, hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. À, 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 à. Cô gái anh yêu hãy quan tâm anh và nhắc anh bao điều. Em thích hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau lưng. Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vậy giờ ai là người cho em yên bình khi yêu thương đang gìn giữ dẫn an lành? Hãy hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh bao lâu ý bên anh em càng thấm thế làm được. Vậy dư yên giờ chẳng nhớ tên quen thuộc. Anh yêu hãy quan tâm anh và nhắc anh bao điều. Thích hoa hồng và mùa đông được phía sau lưng. Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vậy giờ ai là người cho em yên bình gìn giữ dẫn an lành, xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh. Bao năm đi bên em anh thật không thể làm được. Người mình thương giờ chẳng nhớ tên quen thuộc. Người mình thương giờ chẳng nhớ tên. Ok, cảm ơn tất cả các bạn và Kem rất là nhiều. Thỉnh thoảng thì mình nói chung là mình thích lúc nào mà giải trí thì mình cũng sẽ hát tặng cho các em thôi, được chưa nào? Cảm ơn tất cả các tình cảm của các bạn và các em, được chưa nào? Cảm ơn Kem nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với phần cơ sở lý thuyết đầu tiên Kem sẽ học cho thầy. Nào, chúng ta bắt đầu có thể mở sách giáo khoa. Trong phần những cái bài đầu tiên này thì thầy sẽ gợi ý cho các em học theo đúng cái nội dung chương trình của sách giáo khoa nhé, được chưa? Bây giờ Kem ghi cho thầy nội dung của một La Mã. Tớ ghi một số cái phương trình lượng giác cơ bản. Kem ghi tương ứng với mỗi một cái góc, tương ứng với mỗi một góc lượng giác, ngày xưa học lớp 10 thì có 4 cái giá trị lượng giác của cái góc alpha ấy, đó là sin alpha, cos alpha, tan alpha và cotan alpha. Thế thì tương ứng với 4 giá trị lượng giác ấy, chúng ta cũng sẽ có 4 phương trình lượng giác cơ bản, được chưa? Các phương trình lượng giác cơ bản là các phương trình có dạng, được chưa? Các phương trình lượng giác cơ bản là một trong các phương trình mà có dạng sin x bằng m, cos x bằng m, tan x bằng m hoặc là cotan x bằng m. Đây là một số các cái phương trình lượng giác cơ bản nhất. Trong này có chứa một ẩn lượng giác sin cos hoặc tan cotan, còn bên này m có giá trị là hằng số. Bây giờ để giải phương trình này, tức là chúng ta đi tìm các cái giá trị x, các cái nghiệm x. X trong này chính là các góc lượng giác hay các cung lượng giác cũng được, bản chất là một, mà thỏa mãn các cái điều kiện này, thỏa mãn điều kiện này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phương trình đầu tiên. Phương trình lượng giác chứa một ẩn sin, sin x bằng m, ta ghi một La Mã. Phương trình sin x bằng m. Ngày xưa ấy thì mà khi mà các em học lớp 10, đợi thầy một tí nhá, nào. Ngày xưa mà khi mà các em học lớp 10 ấy, thì các em cũng đã gọi là qua qua các em đã biết cách tìm ra một số cái, tức là các em đã biết cách để tìm ra một cái giá trị x nào đó mà thỏa mãn khi biết sin rồi. Thầy lấy ví dụ. Tìm góc x mà thỏa mãn sin x bằng 1/2, hoặc là tìm góc x mà thỏa mãn sin x bằng căn 3/2 chẳng hạn, ví dụ như thế. Được chưa? Thì cái việc tính toán nó không khó khăn gì cả.
Ngày xưa thầy cũng đã dạy nhiều rồi, chúng ta có thể lấy máy tính ra ta bấm. Thì chúng ta sẽ dùng cái hàm ngược của hàm sin. Ta lấy máy tính ta để sẵn ở chế độ radian. Ta để máy tính ở shift mode 4, tôi ghi. Shift mode 4 tức chế độ radian, vì chúng ta thống nhất là để theo hệ đơn vị này. Các em để độ cũng được, nhưng mà thống nhất theo học lượng giác trên này. Thì ta học theo radian. Thì muốn tìm một cái góc x nào đó thỏa mãn biết sin của nó bằng 1/2, thì ta chỉ việc lấy máy tính bấm shift sin. Shift sin, cái này ai cũng biết, nó lớp 10 biết hết rồi. Học trắc nghiệm với thầy đã biết hết rồi. 1/2, máy trả về cho chúng ta kết quả ngay. Đó chính là pi trên 6. Tương tự như vậy, chúng ta có thể bấm cho shift sin của căn 3 trên 2. Thầy lấy hai ví dụ cơ bản nhất thôi. Thì nó sẽ trả về cho em là pi trên 3. Được chưa? Nhưng liệu rằng đây đã phải là họ, đây đã phải là nghiệm đầy đủ của phương trình không? Thì đây mới chỉ là một góc nào đó mà thỏa mãn sin của nó như thế này thôi. Các biết rằng học lượng giác ngày xưa, sau khi mà lặp qua lặp lại một chu kỳ, có một vòng tròn lượng giác, thì một góc nó lại quay về, tức là mỗi một góc được biểu diễn bởi một điểm trên đường tròn lượng giác. Cứ qua hết một chu kỳ là một vòng tròn, thì cái điểm ấy nó lại được lặp lại. Thí dụ điểm M ở đây, đây là trục sin, đây là trục cốt. Trục sin từ trừ 1 đến 1, trục cốt cũng vậy, trừ 1 đến 1. Với một góc, với một điểm M bất kỳ, thì chúng ta sẽ có một cái góc alpha tương ứng. Đúng không? Nhưng đấy mới chỉ là một góc hình học cơ bản đơn giản. Nếu mà các em quay đi một vòng, thì điểm M này nó lại quay về chỗ cũ. Các em quay đi nhiều vòng thì nó cũng vẫn quay về chỗ cũ thôi. Em quay đi k vòng thì nó cũng vẫn quay về chỗ cũ, với k là số nguyên. Để biết sin của nó, em chỉ việc gióng thẳng vuông góc vào trục hoành, trục tung. Còn nếu mà để biết cốt của nó, các em gióng vuông góc vào trục hoành. Thí dụ tôi gọi đây là đoạn OH, tôi gọi đây là đoạn OK. Người ta nói độ dài đại số của đoạn OK chính là sin của góc alpha. Tương ứng độ dài đại số của đoạn OH chính là cốt của góc alpha. Sin tung cốt hoành. Được chưa? Cái này chắc là biết hết rồi. Thế thì em có thể thấy ngay giá trị của sin bắt buộc phải làm từ trừ 1 đến 1. Và giá trị của cốt cũng thế, phải là trừ 1 đến 1. Đúng chưa? Thế thì không chỉ ứng với một góc pi trên 6 mà em phải cộng thêm K2pi vào nữa thì nó mới mang tính chất tổng quát được. Vì thầy vừa nói với em xong, có vô số điểm M mà thỏa mãn cái cung alpha này, có cái điểm cuối gióng vuông góc vào đây mà thỏa mãn nó bằng 1/2. Đấy, có hiểu nguyên nhân tại sao người ta phải cộng thêm K2pi vậy chưa? Trong đó K là số vòng, K có thể là số nguyên, K là số nguyên, dương hoặc âm cũng được. Nếu quay thêm một vòng theo chiều dương thì chúng ta được ca dương, quay theo chiều âm thì chúng ta có ca âm. Đúng chưa? Quay xuôi, quay ngược, quay lên, quay xuống, quay thế nào cũng được, nhưng mà cuối cùng nó vẫn phải quay về điểm này. Các góc có địa vị trí trùng nhau sẽ có sin cốt trùng nhau. Đấy là cái chắc chắn rồi. Như vậy em hiểu tại sao nguyên nhân người ta lại phải thêm ca vi vào chưa? Rồi. Mặt thớt ngày xưa các em lại học một cái tính chất nữa như này. Nhìn sang đây. Ngày xưa em có nhớ cái tính chất sin của pi trừ alpha thì lại bằng sin alpha. Có đúng là có nhớ tính chất này không? Hai góc này người ta gọi là hai góc gì? Hai góc bù. Được chưa? Thầy lấy giả sử nếu ta gọi pi trên 6 là alpha thì pi trừ đi pi trên 6 là ông nào ấy nhỉ? Chính là ông 5pi trên 6. Em lấy máy tính bấm thử. Hình như sin của 5pi trên 6 cũng bằng 1/2. Đúng rồi, công thức vẽ như thế làm sao sai? Được chưa? Hai góc cộng lại bằng 180 hay đúng bằng 1pi đổi theo radian gọi là hai góc bù nhau. Do sin của hai góc bù nhau bằng nhau nên nếu alpha là một nghiệm thì pi trừ alpha cũng là một nghiệm. Bởi vậy, người ta lại đẻ ra tiếp họ nghiệm thứ hai. Đó là x bằng pi trừ pi trên 6. Chắc thầy nói chỗ này là hiểu rồi, chả có gì thắc mắc nữa rồi. Vậy, từ đây ta dẫn đến công thức tổng quát của phương trình nghiệm sin. Các em ghi. Cái này chính là 5 pi trên 6 đúng không? Chính là 5 pi trên 6 cộng K2pi. K thuộc Z, viết cái này ở chung ở giữa đi. Từ đây ta ghi. Với phương trình sin x bằng m thì theo đúng đường tròn lượng giác, giá trị của sin chỉ được phép chạy từ trừ 1 đến 1 hay trị tuyệt đối của nó phải bé hơn bằng 1. Nên cái số m này để cho phương trình mà muốn có nghiệm thì độ lớn của m phải là một số bé bằng 1 hay giá trị của m phải là trừ 1 đến 1. Vậy mấy kia người ta hỏi điều kiện có nghiệm của phương trình sin là gì? À, là cái giá trị của nó phải nằm trong vùng trừ 1, 1. Nếu mà ngoài vùng này thì vô nghiệm.
Tại vì khi chiếu vào nó chỉ có chiếu vào trừ 1 đến 1 thôi, chẳng nhẽ lại chiếu ra ngoài. Hiểu chưa? Cái này ai biết rồi. Thế thì em đang tự suy ra điều kiện vô nghiệm nhé. Điều kiện vô nghiệm đó là chỉ đối của m lớn hẳn 1. Bạn nào thích thì cẩn thận ghi thêm vào. Điều kiện vô nghiệm đó là chỉ đối của m sẽ lớn hơn hẳn 1, tương đương với m lớn hơn hẳn 1 hoặc m bé hơn trừ 1. Sách giáo khoa người ta còn chả ghi cẩn thận như thầy đâu. Thế em phải cố gắng, hiểu chưa? Phải để ý vào. Như vậy là xong về điều kiện có nghiệm. Cái này phải nhớ vì đi thi học người ta hỏi cái này. Khi phương trình đã có nghiệm rồi, tôi ghi. Khi chỉ đối của m là một số bé bằng 1 thì phương trình này ta đặt là phương trình 1. Ta ghi khi đó 1 tương đương, các em ghi. Với điều kiện chỉ đối của m bé bằng 1 thì khi đó phương trình 1 tương đương với sin x bằng sin alpha. Alpha có được là một góc hình học nào đó thỏa mãn khi chúng ta bấm shift sin. Bấm shift sin của m để máy tính Arial nhé. Tôi nhắc lại, cái alpha này có được chính là do một là em có thể đọc trên đường tròn lượng giác vì em có những góc đọc được đấy. Hoặc cách thứ hai tốt nhất là mình sẽ lấy máy tính ra mình bấm. Được chưa? Lấy máy tính ra mình bấm. Đó. Và từ đây dẫn đến theo đúng công thức nghiệm mà thầy vừa thể hiện cho em ở cái chỗ này. Đấy, lúc nãy chỗ này thầy đã chứng minh cho em rồi. Nếu như x bằng alpha là một nghiệm của sin thì x bằng pi trừ alpha cũng là một nghiệm nữa của sin. Và chúng ta dĩ nhiên là phải cộng thêm đuôi k hay pi thẳng hàng vào đây, k thuộc z, để chứng minh rằng có vô số cái góc mà có thể thỏa mãn sin của nó bằng m bằng sin pha. Điều này đã được thể hiện trên đường tròn. Còn ngoài ra, các em có thể nhìn lên đường tròn lượng giác một lần nữa thì chứng minh cho em tại sao có góc này. Thực ra nhìn hình học dễ hiểu lắm. Nếu ta chọn một điểm m nào đó ở đây, nếu chúng ta cần giải một cái phương trình sin x bằng m, ta sẽ vẽ một cái đường thẳng y bằng m nào đó cắt ngang qua cái chỗ này. Đây là đường thẳng y bằng m, có giá trị m ở đây nhé. Y bằng m ở đây. Thì nó sẽ cắt đường tròn tại hai điểm, đó là điểm m và điểm n. Đấy. Điểm m sẽ vẽ ra cung alpha. Và dĩ nhiên điểm n sẽ vẽ ra cái cung. Cái điểm n này sẽ vẽ ra cung pi trừ alpha. Các em có thừa nhận điều này không? Xin nhắc lại này. Về mặt hình họa người ta làm như sau. Để giải phương trình sin x bằng m, người ta vẽ một cái đường thẳng tại vị trí y bằng m. Người ta vẽ một đường thẳng nằm ngang, cắt đồ thị. Cắt cái đường tròn này một phát tại hai điểm. Vẽ một đường thẳng y bằng m chẳng hạn như m 1/2 chẳng hạn. Ông này là 1 đúng không? Vẽ một phát một đường thẳng 1/2 cắt ngang qua đây. Thì nó cắt đường tròn tại hai điểm, nó cắt đường tròn tại bao nhiêu điểm thì phương trình của bấy nhiêu nghiệm. Thì nó cắt cái thứ nhất tại điểm m, ta gióng được ngay với tiêu góc OA ở đây thì ta đọc được góc alpha là góc thứ nhất. Sau đó ta lại gióng được điểm thứ hai bên này thì ta lại đọc cái góc này. Thì góc này nhìn là người ta biết là góc này bằng 180 độ. Trừ đi góc alpha rồi, nhìn là người ta thấy 180 độ hay tương đương với pi trừ alpha. Các em hiểu chưa? Đó. Trên hình học thực ra cũng nhìn ra rõ điều này. Còn nếu không thì em cứ học cái công thức lúc nãy thầy có nói này. Đấy, công thức này rất đơn giản lắm. Alpha là nghiệm thì pi trừ alpha là nghiệm. Do hai cái này đấy giải thích như thế cho mới dễ. Còn bạn nào thích hiểu hình học thì nên hiểu kiểu này. Hiểu hình học thì chúng ta sẽ vẽ cắt ngang phát được. Tương tự cắt như thế cho cốt tang và cô tang, chỉ cần làm như thế thôi là hiểu bài hết. Chứ không phải là đi học nó cứ thấy người ta đọc công thức ra giả xong người ta hỏi tại sao lại thế. Cháu không biết, được chưa? Với mấy kia người ta hỏi tại sao phương trình này chỉ có một nghiệm mà không phải có hai nghiệm. Cháu không biết, được chưa? Với mấy kia người ta hỏi tại sao chỗ này là k hay pi mà chỗ kia lại là k pi. Cháu không biết, được chưa? Đấy. Thế thì đi học thế để làm cái gì? Phải biết cách giải thích. Nên trên này có nhiều thứ nó khó lắm. Em phải cẩn thận, học lớp 11 em không khéo em bị chìm luôn. Vì có nhiều thứ mới kinh khủng mà em chưa được làm quen với năm lớp 10 đâu. Và hai nữa là năm lớp 11 bao giờ là khó nhất. Em phải để ý hỏi các anh chị. Thế nên là cái này phải quan trọng ở chỗ không phải là làm theo và ăn cắp theo như một cái mé, mà là quan trọng nhất là phải hiểu cái chỗ ý nó là như thế nào để mai kia còn đối phó được với những tình hình. Thí dụ cô giáo ra những bài mà nó khó hơn, hắc hơn, hoặc là đề thi ra những cái câu mà nó không bấm được máy tính chẳng hạn. Đến lúc ý, đến ngồi đấy để mà nếu bạn mà không hiểu sâu sắc về một vấn đề nào đó thì cứ như là bạn ra đường một phát là bạn chuẩn bị bạn dẫm phải đinh ngay. Còn nếu bây giờ thầy dạy cho em cẩn thận với cách giải thích này rồi, mà kia em có nhắm mắt em đi trên đường em cũng không bị dẫm phải cái gì. Em nhắm mắt em thuộc rồi, em đi trên đường chả bị làm sao. Kể cả mấy kia người ta có xua chó ra cắn thì nó cũng, hoặc là người ta có xua chó ra cắn thì em cũng không sợ. Được chưa? Đấy, ví dụ như thế. Mình phải chắc chắn khi mình đã biết mọi thứ về vấn đề, không ai dám lừa mình và cũng không ai bắt nạt được mình, kể cả bộ giáo dục. Được chưa? Rồi. Bây giờ thì chúng ta có một số chú ý cho các em như thế này. Có một số chú ý hơn như thế này. Các em có một số cái chú ý như thế này. Cái thứ nhất,
Có một số thứ nó cũng sẽ có thể nó sẽ quái thai dị dạng phết này, nó cũng sẽ xảy ra một số cái trường hợp như sau. Cái vấn đề thứ nhất đó là nếu như chẳng may người ta không để cho em ở cái chế độ là radian mà người ta để cho em chế độ là độ. Thí dụ sin x bằng sin alpha, giờ người ta lại cho sin x bằng sin alpha độ. Sin x bằng sin alpha độ. Nếu đề bài cố tình để chế độ, các em nhìn thấy độ trong này nhé, thì các em sẽ viết cho thầy tương tự, đó là x bằng alpha độ. Nhưng các em nhớ sự quy ước 360 độ là tương đương với 2 pi. Thế thì bây giờ các em chỉ ghi là K360, các em đừng ghi K2pi nữa. Tại vì độ là phải độ tất, pi là phải pi tất, chứ không được dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Nhớ. Cái thứ hai là pi trừ alpha, pi thì tương đương với 180 độ. Nên cái này em ghi cho thầy đó là 180 độ trừ alpha. Thế là xong nhá. Đây là cách viết thứ hai, cách viết theo độ K360. Cẩn thận cái này lẫn lộn đấy, nhưng mà kia lại không nhớ. Đây là cái chú ý thứ nhất. Piu. Cái tiếp theo đó là trong một ngày nào đó, nếu cái phương trình sin x bằng sin alpha của em mà cái alpha này nó lẻ te lẻ tét, các em nên nhớ là đối với phương trình sin x bằng m thì chỉ có những giá trị m đẹp và đặc biệt. Ví dụ như các giá trị m như thế này, các em ghi, nhìn vào phương trình này, ta nhớ m là các giá trị đẹp thì thường nó chỉ có các giá trị như 0, cộng trừ 1, cộng trừ 1/2, cộng trừ căn 2 trên 2 và cuối cùng là cộng trừ căn 3 trên 2. Thường là chỉ có các cái giá trị nằm trong tập hợp này là đẹp. Còn nếu đi thi mà người ta cho một cái số mà nó nghe lạ hoắc, 1/4, -7/8, vớ vẩn vân vân và mây mây, rồi 4,3 như điên ví dụ như thế, thì chắc chắn một là vô nghiệm, hai là nghiệm xấu. Trong trường hợp nếu như bấm máy tính mà vẫn ra nghiệm nhưng nghiệm xấu thì chính là rơi vào trường hợp này. Cách xử lý, cách thứ nhất là chơi với xấu thì mình cũng xấu luôn, đó là ghi luôn x bằng alpha hoặc x bằng pi trừ alpha. Tức là nó đã cố tình hiện ra góc lẻ thì các em có thể ghi vào vở là cháu không thích viết vì cái góc alpha này nó vừa xấu nó vừa lẻ, cháu để nguyên như thế này được chưa, cháu cứ để nguyên thế này đấy. Thế câu hỏi alpha là cái gì? Alpha là một góc nào đó mà thỏa mãn. Alpha là một góc nào đó mà nó thỏa mãn sin alpha bằng m, tức là bằng với cái giá trị người ta cho ở bên kia kìa. Sin alpha bằng m, chỉ biết như thế thôi. Và dĩ nhiên là alpha em có thể lấy một cái góc nào đó là thuộc trong vùng từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Tức là cháu chỉ biết là cái góc alpha của cháu ấy thì nó nằm trong vùng này. Em nhìn này, em nhìn trên đường tròn nhé. Đây là pi trên 2 này, đây trừ pi trên 2 này, thì cháu chỉ biết nó là một cái góc nào đó nằm trong cái vùng này, vì lúc này nó thỏa mãn là sin. Tại vì cháu chỉ biết rằng là với mọi alpha thuộc từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2 thì cái sin của cháu chạy từ trừ 1 đến 1. Còn nó dừng ở cái chỗ nào trên chỗ này thì cháu cũng không biết, vì nó lẻ quá, nó xấu quá, cho đọc mãi không được. Ví dụ như thế. Đây là cách thứ nhất. Alpha một góc nào đó mà thỏa mãn điều kiện này. Ví dụ như thế. Được chưa? Trường hợp cuối cùng đó là chúng ta xét tổng quát. Tại vì tổng quát. Vậy, mọi phương trình sin mà có dạng sin u bằng sin v, trong đó u và v là hai hàm số chữ x, thì chúng ta sẽ có u bằng v hoặc u bằng pi trừ v cộng k2pi. Cái này nó chỉ là sự tương tự như cái kia thôi, chẳng có gì khác cả. Ta ghi tổng quát vào là xong. Rồi. Như vậy, đây là một số cái chú ý của chúng ta dành cho phương trình nghiệm sin. Bây giờ mỗi một cái này chúng ta sẽ lấy một ví dụ để làm bài. Các em sẽ cùng đến với các ví dụ. Kem ghi một số ví dụ chúng ta có thể thấy như sau. Ví dụ như thế này, kem ghi ví dụ thứ nhất nhé. Ví dụ 1, giải các phương trình sau. Sự đầu năm nó còn dễ chán đấy, càng vào năm em mới biết là cái này nó còn kinh hoàng thế nào. Những cái bài đầu tiên này yên tâm chịu khó mà nghe, thầy dạy sớm cho trước.
thì có cái gốc trước mấy kia. Phải nhắc lại nhá, cái lượng rác này cộng với cái hình không gian của năm lớp 11 đấy, nó là kinh hoàng lắm đấy, không không nói chung nó không dễ dàng đâu. Mấy cái hồi lớp 10 của em chưa ăn thua tuổi gì với mấy cái này đâu, nên phải chúng ta cố gắng học sớm càng tốt. Phương trình đầu tiên sin x bằng đây. Lúc nãy chúng ta vừa có căn 3 trên 2, giờ ta giải lại cái căn 3 trên 2 này đi. Và b sin x bằng 1 phần 5 c sin x bằng cái gì nhỉ? Sin của 5 độ. Đây ví dụ như thế này. Cái này thì nó không khó đâu. Được chưa? Ta ghi. Nào, giải dễ thôi. Đầu tiên, bạn nào mà thuộc rồi thì sẽ làm rất là nhanh. Còn nếu không thì em cứ lấy máy tính bấm, em lấy shift sin của căn 3 trên 2. Đây. Thì máy tính nó giả về cho em kết quả toàn toàn là pi trên 3 ấy mà. Mấy cái này quen lắm. Đây là giá trị đặc biệt. Như vậy chúng ta sẽ có ta ghi sin x. Ta đổi cái ông này ra trở thành sin của pi trên 3. Phương trình quay về cơ bản. Sin ông nọ bằng sin ông kia. Ông nọ bằng ông kia cộng k 2 pi. Ông nọ bằng pi trừ ông kia, thế là xong. Sau khi giải thích được lý thuyết cẩn thận rồi, ta chỉ việc ghi được thế này là xong. Đến đây các em nhẩm ra một tí ra kết quả. Pi trên 3 cộng k 2 pi hoặc 1 trừ đi 1 phần 3 nhẩm nó cũng ra là 2 phần 3 pi. Rồi. Và đến đây các em ghi thêm k thuộc z vào để cho tránh bị trừ điểm nhé. Sau đó các em đóng khung cho thầy. Đây là kết luận cuối cùng của bài toán rồi. Các em có thể tự ghi cho thầy nhé. Vậy phương trình đã cho có hai họ nghiệm. Xin nhắc lại. Những cái này là rất nhiều nghiệm đấy nhé. Ứng với mỗi một giá trị k chúng ta có một nghiệm. Nên người ta gọi đây là hai họ nghiệm của phương trình. Từ sau giờ đi các em tự kết luận nhé. Bây giờ tương tự như thế, chúng ta sẽ làm câu thứ hai. Bây giờ các em có thể ngó vào cái chỗ 1 phần 5. Các em biết thừa là cái 1 phần 5. Cái 1 phần 5 là cái mà nó không nằm trong các cái giá trị đặc biệt lúc nãy thầy cho ghi. Cũng không nằm trong cái bảng đặc biệt. Các em có thích thì bấm thử shift sin của 1 phần 5. Bấm shift sin 1 phần 5. Các em thấy nó hiện ra nó số mù 0,201,357,9 vớ vẩn linh tinh lằng nhằng gì đấy. Được chưa? Lấy máy tính ra bấm. Thì trường hợp này chúng ta có hai cách trình bày. Cách 1 các em có thể ghi cho thầy. Đó là x bằng sin, đâu cái gì nhỉ? X bằng alpha. Hoặc x bằng pi trừ alpha. Pi trừ alpha cộng k2pi. Trong đó, alpha là một góc nhọn. Alpha là một các cái góc nhọn mà thỏa mãn hai điều. Thứ nhất, pi trên 2 bé hơn hoặc bằng alpha, bé hơn hoặc bằng pi trên 2. Hoặc và thỏa mãn đó là sin alpha phải là bằng 1 phần 5. Đây là cách trình bày thứ nhất. Nhưng mà cách này người ta nhận thấy là nó hơi bị rườm rà tí. Cách này thì nó hơi bị rườm rà tí. Được chưa? Alpha là một cái góc nhọn mà nó thỏa mãn điều kiện này. Thì cách thứ hai, sách giáo khoa sẽ dạy cho các em cách làm như sau. Các em ghi cách hai. Thì mai kia, thống nhất là người ta sẽ ghi như thế này. Phương trình sẽ tương đương với. Người ta sẽ sử dụng hàm ngược của hàm sin. Người ta sử dụng arc sin. Ta ghi x bằng arc sin. Tức là arc arc sin 1 phần 5. Và pi trừ đi arc sin 1 phần 5. Các em hiểu cái arc sin này là cái gì? Arc sin là hàm ngược của sin. Tương tự như là chia là ngược của nhân, khai căn thì là ngược của bình phương. Đấy, kiểu như thế. Thì ngược của hàm sin là lấy arc sin. Đấy. Thực ra ấy, mình cứ hiểu đơn giản là arc sin cứ như là bấm shift sin thôi. Arc sin tức là ngược, hàm ngược của hàm sin tức là coi như em bấm shift sin. Nhưng mà khi em bấm shift sin ra thì em thấy nó lẻ quá. Thì em ghi là arc sin, thực ra arc sin nó cũng như là shift sin đi mà. Có hiểu không? Hiểu đơn giản như vậy thôi. Hiểu chưa? Đó. Rồi thế là xong. Lúc nãy thầy đã giải thích điều kiện này rồi. Các em có thể xem lại tí nữa, mà bạn nào mà chưa xem kỹ từ phần đầu tí nữa các em ấn chia sẻ, tát bạn bè về và xem lại nhé, để xem lại. Nếu không nó không để ý kỹ là về sau những cái này nó trở thành mớ dây điện là chết đấy. Ngay từ bây giờ hiểu là phải hiểu sớm đi. Được chưa? Không tí nữa thành mớ dây điện là đau đầu phết đấy. Được chưa? Chợp, thầy nhắc lại trong trường hợp này mấy kia thống nhất là người ta dùng arc sin nhé. Như vậy mấy kia ghi tổng quát cho thầy, trường hợp này mấy kia một số góc lẻ thì người ta nên dùng arc sin để tránh phải ghi một số cái điều kiện rườm rà này. Nhớ nhé. C. Bài này người ta đã cho sin x bằng sin 75 độ để chúng ta dễ dàng suy ra được x bằng 75 độ. Như vậy em phải cộng k 360 theo nguyên tắc độ.
Và cái thứ hai, em lấy 180, em trừ đi 75, thế còn thừa là 105, đúng không? 105 độ cộng K360. Bài này chỉ cần đơn giản thế này thôi, K thuộc Z là xong. Như vậy, người ta nếu mà cho như thế này thì là đơn giản đấy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp một số cái ví dụ như sau. Rồi, như vậy là để đóng khung và cho nó chắc đã. Rồi, một số cái hình thức khác nhau em thấy không? Khác nhau nó cũng ghi tập nghiệm khác nhau đấy. Hay nhỉ? Đấy em thấy không? Có 3 hình thức ghi tập nghiệm khác nhau mà em để ý. Bây giờ ta ghi cho thầy bài tập ví dụ số 2. Xóa cái này được rồi nhá. Còn một số trường hợp đặc biệt có thể xảy ra như sau, em ghi. Bài số 2 có nội dung như thế này. Ví dụ thứ hai. Giải các phương trình sau. A sin x bằng 0, B sin x bằng 1 và C là sin x bằng -1. Ba trường hợp này thì hơi đặc biệt một chút. Bạn nào đã học qua cái phần này chưa? Bây giờ bạn nào đã học qua cái phần này rồi nào? Bài này chúng ta bạn nào giải thích cho thầy là ba trường hợp này thì nó có cái gì đặc biệt không? Ba trường hợp này thì nó có cái gì đặc biệt không? Nếu mà giải theo bình thường thì cũng vẫn được thôi. Ba trường hợp này nó có cái gì đặc biệt không? Nào bây giờ bạn nào giải thích cho thầy chỗ này. Cái thứ nhất, nếu mà bạn giải bình thường thì bạn sẽ ghi như sau. Bước 1, kem bấm shift sin của 0 thì kem sẽ có em ra 0 ngay. Như vậy, thầy nhắc lại, bước 1 kem bấm shift sin của 0 chưa? Thế có thấy ra 0 không? Như vậy chúng ta sẽ có sin x chính là bằng sin gì nhỉ? Sin 0. Sin 0 cho 0. Vậy x bằng 0 hoặc x bằng pi trừ 0. Pi trừ 0 tức là bằng pi cộng k2pi. Đây, nếu các em giải từ từ thì nó ra như thế này. Nhưng cái chỗ này em phải học thêm một kỹ năng nữa, cũng như sách giáo khoa cũng đã chú ý cho các em rồi. Đó là đối với ba trường hợp đặc biệt này thì nghiệm của chúng ta thì chúng ta chỉ có một họ nghiệm duy nhất thôi. Nhưng mà tại sao lại thế? Và họ nghiệm duy nhất ấy nó lại có cái chu kỳ ở sau, nó lại khác đi một tí. Sách giáo khoa đưa ra cho chúng ta đó là khi gộp cái này lại thì nó lại chỉ có kpi thôi, đúng không? Thế các bạn nào biết tại sao lại như thế không? Hay là mai kia lại học thuộc? Thuộc quá không tốt đâu, không giải thích được, mai kia khó làm các bài khác lắm. Các em nên nhớ rằng không chỉ có một số phương trình này mà về sau các em học trong các bài phương trình lượng giác sau đó có rất nhiều trường hợp đặc biệt có thể sinh ra. Em làm ra hai họ nghiệm hoặc là thậm chí em làm ra nhiều họ nghiệm, đáp án lại chỉ có mỗi một họ nghiệm khiến cho cái việc khoanh của em nó không giống với bất cứ một ai cả. Thậm chí em làm ra một đáp án, bạn bên cạnh để ra 4-5 đáp án khác nhau mà biết đâu lại cả hai người cùng làm đúng. Lúc ý bắt đầu ngơ ngẩn, ớ thế quái nhỉ, thế nào mà lại làm được như thế. Không chỉ có mỗi ba trường hợp này đâu mà về sau có rất nhiều các trường hợp khác nữa. Đó là nghiệm của đáp án em làm thì đúng đấy, nhưng mà đáp án nó ra không bao giờ giống em, thậm chí đáp án ra rất ngắn gọn. À đấy, kiểu như vậy. Thì chỗ này chúng ta phải để ý đó là người ta đã sử dụng cái phương pháp đó là kết hợp nghiệm hay gộp nghiệm trên đường tròn lượng giác. Thực ra cái việc vẽ đường tròn nó không khó với chúng ta, nhưng mà các em phải chịu khó để ý. Cái thứ nhất thì vẽ ra đây. Trên đường tròn lượng giác, đây là trục sin. Nếu chúng ta biểu diễn hai họ nghiệm này, chúng ta sẽ có điểm thứ nhất là điểm 0. Điểm 0 được biểu diễn bởi điểm này. Đây là 0. Quay hết một vòng lại quay về 0 đúng không? Thế thì thôi, điểm thứ nhất chỉ được biểu diễn bởi một họ duy nhất. Đó là họ thứ nhất chỉ được biểu diễn bởi một điểm duy nhất. Đó là x bằng 0. Họ thứ hai được biểu diễn bởi pi. Nếu quay theo chiều dương thì pi nằm ở vị trí này. Nếu quay đi thêm k2pi vòng nữa thì nó cũng vẫn quay về pi như cũ. Như vậy, họ nghiệm thứ hai được biểu diễn bởi một điểm thứ hai. Đó là một điểm là điểm A. Một điểm tôi gọi chỗ này là điểm B đi, tôi cứ giả vờ như thế đi, không chết được. Tôi cứ giả vờ nó được biểu diễn bởi hai điểm như thế này. Thế thì hai điểm này có tính chất như thế nào? Chúng ta thấy rằng hai cái điểm này đối xứng với nhau và có tính chất tuần hoàn. Hai điểm này có tính chất tuần hoàn, chúng cách nhau cứ ứng với mỗi một lần cách nhau, chúng cách nhau một khoảng đúng bằng pi thì chúng lại quay về lặp lại như cũ. Xin nhắc lại,
Hai điểm nghiệm này khi vẽ ra có tính chất rất là tuần hoàn. Chúng lặp đi lặp lại với nhau và cách nhau một khoảng là pi. Nếu lặp lại nhiều lần như vậy, chúng ta có k pi. Như vậy, người ta nói bài này, nghiệm của chúng ta chỉ cần viết ở chu kỳ là k pi. Các em đã rõ chưa? Đó, nó chỉ với chu kỳ là k pi. Cái chỗ này ta chú ý, k pi. Nếu ta thay thử k bằng 0, thì ta được ngay điểm A. Ta thay thử k bằng 1, tức là pi, thì chúng ta có ngay điểm B. Chúng ta thay tiếp k bằng 2, thì chúng ta được 2 pi, lại quay về điểm A. Cứ thế mà tiếp diễn. Như vậy mai kia chỉ cần xem các cái nghiệm này, chúng có tuần hoàn đối xứng với nhau trên đường tròn không? Chúng tuần hoàn được chu kỳ bao nhiêu? Thì lúc này chúng ta sẽ lấy chu kỳ mới như thế. Chứ không phải không lấy chu kỳ cũ nữa. Chỗ này cẩn thận, không mai kia học thuộc. Được chưa? Thuộc quá chả biết giải thích đâu. Được chưa? Cứ thuộc quá đi, rồi mấy cái người ta cho bất cứ một cái phương trình khác không phải là phương trình sĩ bằng không, em để bắt đầu em không biết đâu. Được chưa? Em phải hiểu nguyên tắc là có nhiều phương trình cũng như thế đấy. Hai phương trình dưới thì ta giải tương tự. Sin x, chúng ta bấm shift sin 1, máy giả về cho chúng ta kết quả là bằng pi chia 2, sin 90 độ là bằng 1. X bằng pi chia 2, x bằng pi trừ pi chia 2, cộng k2pi. Cộng k2pi. Chúng ta thấy có một điều quỳ diệu xảy ra ở đằng sau, đó là cái nghiệm thứ hai nó giống y hệt nghiệm thứ nhất. Trường hợp này chúng ta không cần phải vẽ vời gộp gì cả, bản chất đây là hai anh em sinh đôi. Hai anh em sinh đôi giống nhau y hệt. Nên đúng là chỗ này chỉ lấy một họ nghiệm thôi, là pi trên 2 cộng k2pi. Trường hợp này thì vẫn k2pi như thường, các em đừng quên. Chuẩn bị rồi lại, lúc không biết tại sao KP, lúc lại không biết KIP này. Chỗ này dễ bị sai lắm. Tương tự như vậy, cái cuối cùng cũng thế. Shift sin trừ 1, ta có sin của trừ pi trên 2. Các em sẽ có đó là x bằng trừ pi trên 2. Chú ý này, x bằng pi trừ trừ pi trên 2, nó trở thành cộng pi trên 2. Cộng K2P. Họ nghiệm ở trên không nói, nhưng họ nghiệm ở dưới các em rút gọn đi thì nó trở thành 3pi trên 2 cộng k2pi. Chú ý, hai họ nghiệm này người ta lại có thể gộp lại thành một họ trên đường tròn đặng giác. Hãy cùng trông tay thầy biểu diễn. Hãy cùng trông tay thầy biểu diễn. Cái thứ nhất là x bằng trừ pi trên 2. Tôi vẽ bởi điểm này, nó nhìn ra đây. Đây là trừ pi trên 2 này. Đúng không? Tôi vẽ bởi điểm C. Cô nhìn điểm này không? Cái thứ hai đó là 3pi trên 2. Các em trông tay thầy nhé. 3pi trên 2 chỗ nào ấy nhỉ? Từ đây là 0 này. Đây pi trên 2 này. Đây pi. Đây vẫn 3pi trên 2. Nếu tính theo chiều dương thì đây là 3pi trên 2. Nếu tính theo chiều âm thì đây cũng là trừ pi trên 2. Hai điểm này tưởng 2 mà lại là 1. Có nhiều điểm trên đường tròn, chúng lại người ta gọi là oan gia ngõ hẹp đấy. Tự nhiên một ngày nào đó không hẹn nhau, tự nhiên đập thẳng vào mặt nhau. Đấy. Cuối cùng hai người này thì cuối cùng chỉ lấy một người thôi. Nhưng mà mình viết người nào cũng được. Cẩn thận, mình viết người này, cái bạn, cái đứa bàn bên nó lại viết cái bạn thằng kia đấy. Người ta thống nhất là viết luôn cái góc nào nó bé thôi. Người ta thống nhất là ghi x bằng trừ pi trên 2 cộng k2pi. Vì lúc nãy trong cái phần mà chú ý khi viết về cái chỗ sin x bằng sin alpha, thầy có dặn với em là người ta hay ghi alpha là từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Tức là người ta hay chọn cái alpha trong cái vùng này. Các em viết 3 pi trên 2 em vẫn đúng đấy, chả ai làm gì em cả. Em phải hiểu như thế. Không phải em lại hoang mang. Em lại bảo là ôi dồi, hay là mình làm sai nhỉ. Thì chết. Thực ra chả qua là người ta hay chọn cái alpha là từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Mà theo lý thuyết phương pháp lúc đầu thầy có nói với em trong phần lúc nãy. Chứ không phải lúc nãy là viết cái kia không có tác dụng gì đâu. Nhớ chưa? Đó, nó lại hiểu như thế cơ thì mới làm được. Đấy, như vậy là xong ví dụ thứ hai. Với sự chú ý đó là với ba giá trị đặc biệt 0 và cộng trừ 1, ta lấy một họ nghiệm thôi. Đặc biệt đối với sin x bằng 0 thì chúng ta chỉ có kp thôi. Chứ chúng ta thu ngắn họ nghiệm đi rồi. À, thu ngắn chu kỳ nghiệm đi rồi. Cái chu kỳ của nó rút xuống, chúng gặp nhau chỉ sau pi mà thôi, chứ không phải là sau kp, sau 2pi nữa. À, không phải là sau KIP, mà chỉ sau KP là chúng đã gặp nhau rồi. Đấy, như vậy là chúng ta đã hiểu phần này sâu sắc rồi. Nếu mà kia mấy các bước thuộc quá là không ổn đâu nha, được chưa? Ngoài ra chúng ta sẽ có ví dụ thứ ba để kết thúc cái phần này.
Em ghi. Có 1 phút để chép. Chuyển sang ví dụ thứ ba là kết thúc phần này. Chúng ta ghi ví dụ thứ ba. Giải các phương trình sau đây. Xem có cái gì nguy hiểm hơn nữa không? Chỗ này thì hầu như nó cũng không có gì nguy hiểm cả. Ví dụ thứ ba, mình sẽ tự nghĩ đề. À. Sin và x bằng sin x. Rồi. Ví dụ thứ ba thầy sẽ tự nghĩ đề cho nó nhanh. Rồi. Với một số cái phương trình mà có dạng hai bên sin hoặc là một bên sin bên cos như thế này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Được chưa? Rồi. Bây giờ các em tập suy nghĩ đi. Bây giờ các em tập suy nghĩ. Nào, phương trình này chúng ta sẽ xử lý như sau, rất là đơn giản. Đối với phương trình mà có dạng sin u bằng sin v như thế này rồi, thì chắc không cần lấy máy tính, không có cái gì để mà... Nói chung là chỗ này thì không có gì để mà đổi trác gì nữa. Chỗ này thì không có gì để mà đổi trác nữa. Đúng không nhỉ? Chỗ này không có gì để mà đổi trác nữa rồi. Tại vì hai bên một bên u bên v rồi, người ta sẽ ghi luôn như thế này. Đỡ phải ship xiếc gì đau đầu. Sin x 3x thì bằng x, 3x bằng pi trừ gì? Pi trừ x theo đúng công thức mà lúc nãy mình có ghi. Và đến đây mình rút gọn là xong nhá. Trường hợp này thì không khó. 3x cái này là 2x bằng k2pi. Cái này chuyển sang hất sang. Mình chưa hất sang. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có là 4x bằng pi cộng k2pi. Đến đây em thu gọn vấn đề lại thì chúng ta sẽ chỉ còn có đó là x bằng kpi, x bằng pi trên 4. Nào, đúng chưa? 2x bằng rồi, x kpi và 4x sẽ bằng rút chia 4 xuống kpi. K2pi chia 4 là kpi chia 2. Để thầy thử vẽ cái đường tròn này ra xem hai họ nghiệm này nó có trùng nhau không. Nhỡ nào mà trùng nhau thì kết hợp lại, còn nếu chúng nó không trùng nhau thì thôi. Ta nhìn sang đây nhá, để biết cách kết hợp nghiệm. Thứ nhất là x bằng kpi. Kpi thì cho k bằng 0 đã được điểm này. Cho k bằng 1 đã được điểm thứ hai. Họ nghiệm thứ nhất được biểu diễn bởi hai điểm. Họ thứ hai sẽ được biểu diễn bởi nào k bằng 0 ta có pi trên 4. Pi trên 4 đây. Đây pi trên 4 đấy gì? Đây pi trên 4 này. Sau đó cứ mỗi một lần thay k vào thì nó sẽ cộng thêm một đại lượng là pi trên 2 nữa. Được chưa? Thế thì cộng pi trên 2 rồi tí nữa ra đây. Đấy, đúng không? Đây pi trên 4 cộng đại lượng pi trên 2 ra đây. Thì các họ nghiệm này không ai trùng nhau cả. Đấy. Và họ nghiệm thứ hai này được biểu diễn bởi 4 điểm màu xanh trên đường tròn. Tại vì cứ mỗi một lần em thay thì nó được tăng tiếp lên k, được tăng lên pi trên 2 nữa. Đấy, nó cứ chạy ra đây này. Đấy, như thế. Thế thì bài này chúng ta giữ nguyên đáp án là có hai họ nghiệm như thế này là xong. Có hiểu không nào? Rồi. Chúng ta sẽ giữ nguyên đáp án là có hai cái họ nghiệm như thế này. Vì các điểm này được biểu diễn bởi tất cả là 6 điểm trên đường tròn lượng giác. Bây giờ câu B nhé. Câu B, sin 2x bằng cos x. Chúng ta sẽ làm bài này có hai cách. Cách thứ nhất, các em đổi cái cos này về sin giúp thầy. Ngày xưa các em học công thức rồi. Cos alpha thì bằng sin của pi trên 2 trừ alpha. Lại thêm công thức, đây là hồi lớp 10. Đây là công thức phụ chéo. Phụ chéo ra tổng hai góc bằng pi trên 2. Xin cái lọ bằng cốt cái chai, tăng cái lọ bằng cốt tăng cái chai. Như vậy, cái này là sin của pi trên 2 trừ x. Đến đây ta có 2x bằng pi trên 2 trừ x. Hoặc là 2x bằng pi trừ đi cả đống này. Khi trừ đi cả đống này thì mời các em đổi dấu đi, không nên nó sai toe toét giờ này. Được chưa? Chỗ này đổi dấu nó đi, không lại sai toe toét toe toét ở đây giờ. Đây.
Các bạn hất sang đây thì chúng ta sẽ có là 3x bằng pi trên 2 cộng cả 2pi. Các bạn kéo x sang đây bên này chỉ còn có x thôi. Pi trừ pi trên 2 là còn pi trên 2 đúng không? Cộng cả 2pi. Rút gọn nào, rút gọn. Nào đến đây ta thu được cái gì nào, rút gọn. Chia 3 xuống. Các em không cần lấy máy tính đâu. Khi chia thêm một số nào đó em nhét thêm dưới mẫu luôn cho thầy. Nhét luôn dưới mẫu này, chả phải cái gì phải lấy máy tính đâu đâu. Pi trên 6 cộng K2pi trên 3. Còn cái ở dưới là x bằng pi trên 2 cộng K2pi. Rồi, hai hội nghiệm này, đây K thuộc Z đây rồi. Hai hội nghiệm này khi vẽ thì nó chắc nó cũng không trùng nhau đâu. Thế nên là chúng ta đóng khung vào là xong. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy các hội nghiệm này nó khác hẳn nhau. Được chưa? Một cái pi trên 2, cái pi trên 6 vẽ ra chắc là không trùng đâu. Đấy, yên tâm. Rồi. Hết chưa nhỉ? Rồi. Chúng ta sẽ có ví dụ thứ tư. Chẳng hạn, chúng ta có ví dụ thứ tư như thế này. Các em sẽ có một cái phương trình đầu tiên. À, nếu các em giải phương trình sin bình x bằng 1 phần 4 thì sao? Còn câu B. Thôi. Câu B. Chỗ này để cho cái gì cho nó khó hẳn. Đây, đúng rồi. Sin 2x cos x cộng với cos 2x sin x bằng 0. Rồi, ok. Rồi nhá. Bây giờ có hai câu như thế này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ ta làm như thế này. Thầy dặn dò này. Chỗ này có hai cách giải. Các em nên nhớ là có nhiều thứ nó cũng có nhiều hai cách giải. Thực ra nhé, em quay lại đây thì vào này. Lúc nãy câu B thầy dặn dò nhé. Câu B đây quay lại đây. Thực ra câu này đến khi nào mà các em học phân tích công thức lượng giác ấy, thì các em cũng có thể phân tích cái sin 2x này ra. Theo kiến thức năm lớp 10 của các em thì sin 2x là bằng 2 sin cos. Còn bên này là bằng cos x. Thì đến đây các em hoàn toàn có thêm một cách nữa các em ghi vào vở. Đó là thi đại học người ta rất hay cho nhân tử chung nhé. Các em đặt cho thầy cos x là chung được. Có nhiều cách lắm. Mấy kia ra lớp cô bảo ai có thể giải cho cô bài này bằng hai cách. Thưa cô em 10 điểm về chỗ. Đấy rồi ôi xối đã lúc ý mình cảm giác cả thế giới này đang nở hoa. Được chưa? Đấy ví dụ như thế. Thế thì bài này chúng ta nhớ rằng đi thi người ta rất thích cho nhân tử chung. Tại vì không phải phương trình nào cũng đưa được về dạng cơ bản phụ chéo này đâu. Thì nhỡ mấy kia người ta mà cho tòi thêm cái con 2 vào đây thì hỏng rồi. Em cẩn thận mấy kia một ngày nào đó mà đi thi người ta vui tính người ta thêm 2 một phát vào đây hoặc là 3 một phát vào đây. Thì nhiều bạn vội vàng giải, thưa thầy, 2x sẽ bằng 3 lần của pi trên 2 trừ x. Có cái chuyện này xảy ra không? Oh no, không có chuyện gì đâu. Phương trình lượng giác cơ bản chỉ cho phép sin gì bằng cos gì hoặc là sin gì bằng sin gì thôi. Không có cái kiểu mà nó lại toàn ra một cái hệ số ở đây xong rồi mình chơi cái trò đó là cái ông này bằng 3 lần ông này. Em ghi low level nhá, low level, được chưa? Không biết trình độ tiếng Anh có hạn. Không có chuyện này đâu các em ạ, được chưa? Low level, cẩn thận nhé, không có kiểu này. Thế mà kia tỏ ngỏm củ tỏi mà viết thế này là hỏng đời luôn đấy. Thế nên là đến lúc ý thì chỉ có cách đó là đặt nhân tử chung. Hiểu chưa? Cái lượng giác này nó khó ở cái chỗ đó là các em cấm được tự nghĩ. Các em mà tự nghĩ ra thì cũng hỏng ngay. Hoặc là mai kia người ta cho em một cái dấu trừ to tướng ở đây. Thí dụ sin 2x cộng cos x bằng 0. Thế là em lại vội vàng em chắc là 2x bằng trừ của pi trên 2 trừ x. Hình như là thế này. Thì chết rồi, vẫn sai. Chưa chắc những cái điều mà em tự nghĩ thế này mà nó đã đúng đâu. Được chưa? Không ai người ta dạy thế cả. Nhớ chưa? Thầy cũng không dạy thế đâu nha. Thế mấy kia làm ăn thế nào cẩn thận. Mọi thứ biến đổi nó đều có nguyên lý cả. Không được tự nghĩ theo kiểu Tôn Ngộ Không như thế này. Thầy dặn dò trước vì thầy hồi năm trước không chỉ mỗi năm nay đâu. Kiểu gì thầy cũng sẽ gặp nhiều cái trường hợp hy hữu như thế này này. Được chưa? Nhưng mà không có những chuyện này xảy ra thì làm sao mà rút kinh nghiệm được. Được chưa? Thế thì trong trường hợp này các em ghi đặt nhân tử chung là nhanh nhất. Chúng ta sẽ có đôi sin trừ 1. Đây, cách này thì trẻ con các em đều giải được hết. Chả có gì khó. Cos x bằng 0
và xin được 1/2. Cái chuyện này giải như thế nào thì tự đi giải tiếp, không cần hướng dẫn nữa. Đây toàn phương trình lượng giác cơ bản, chả cần hướng dẫn nữa cũng sẽ biết làm, đúng không? Đấy thì kiểu gì nó giải ra cái này. Nhưng mà tí nữa kiểu gì sẽ rất nhiều bạn thắc mắc. Bây giờ tí nữa kiểu gì cũng đầy bạn thắc mắc cái câu này mà xem. Thầy xin nhắc lại nhá. Hai sin cos bằng cos, đặt cos là chung. Hai sin trừ một bằng không. Cos x bằng không hoặc sin x bằng 1/2. Nhiều bạn tí nữa sẽ hỏi đó là: thưa thầy, cái này hình như là nó có hai họ nghiệm. Hình như cái này nó có một họ nghiệm. Thế thì có cái chuyện gì đang xảy ra thầy ạ? Thế thì nhớ em giải cách này, em ra đáp án khác với cái bạn khác, bạn ấy giải cách này thì sao? Thế làm thế nào hả thầy? Chết rồi. Chết rồi. Các cẩn thận nhé. Em giải ra cái này thì theo quy ước nhá, phương trình có đuôi bằng không là có một họ nghiệm đúng không? Nhưng phương trình này không có đuôi bằng không, nó phải có hai họ nghiệm. Ơ quái nhỉ thầy ạ, thế nó phải có ba họ nghiệm chứ nhỉ? Thế giải theo cách này của thầy đúng không? Vẫn đúng chứ. Sao lại có hai họ nghiệm nhỉ? Em ai kia thì không có nhẽ mình lại làm sai à? Ô nhỉ, chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Đến lúc ý người ta sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Đến lúc ý thầy sẽ để dành những câu trả lời này vào những cái buổi sau đó nữa. Thì thầy sẽ dạy cho em cái này. Được chưa? Đó, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ giải những câu này được rồi đấy. Được chưa? Đấy em thấy không? Cẩn thận nhớ, mai kia sẽ có rất nhiều các cái điều kỳ diệu có thể xảy ra trong cái phần này. Và em không nên nghĩ là nó dễ nhá. Nó chả dễ tí nào cả. Được chưa? Nếu mà muốn giải cẩn thận được thì nó không hề dễ. Còn phải giải thích được cơ. Bây giờ chúng ta sẽ có như thế này. Với phương trình này, các em đừng đi giải cái phương trình. Nhiều bạn sẽ khai căn và giải phương trình này bằng cộng trừ. Nhiều bạn sẽ giải cộng trừ và các bạn sẽ giải ra 1/2. Kiểu gì mấy kia các em sẽ giải thế này. Giải kiểu này cũng được. Nhưng mà các em sẽ sinh ra nhiều họ nghiệm. Mà đi thi có một cái nguyên tắc học lượng giác ấy, đó là người ta sẽ cố gắng biến đổi về ít họ nghiệm nhất có thể, giống như là gộp nghiệm lúc nãy. Thì em có công nhận với thầy một điều là chỗ này mà em mà bấm không, thì có phải là em bấm ra rất nhiều nghiệm không? Em sẽ bấm ra là pi trên 6 đúng không? Ông này pi trên 6, ông này là pi trừ pi trên 6, tức là 5 pi trên 6 thầy ghi luôn nhé. Rồi ông này em bấm ra trừ pi trên 6. Rồi em chỗ này ông cuối cùng em lấy pi trừ trừ pi trên 6 thì là 7 pi trên 6 đúng không? Các bạn có cùng ra thế này không? Rồi các bạn bảo hồn nhiên cái câu hỏi phương trình có mấy họ nghiệm thì các bạn sẽ nói là 4 họ nghiệm, nhưng mà thực ra các em làm thế thì nó lại thừa. Bài này chúng ta có thể nói rằng là phương trình này chỉ có nhiều nhất là hai họ nghiệm thôi, được chưa? Lại có chuyện gì đang xảy ra ở đây, các em phải đi theo một cái hướng khác. Như vậy không chỉ giải phương trình lượng giác khó chỗ là phải thuộc công thức, mà lại còn phải chọn cái hướng đi có lý. Hướng đi có lý trong phần này sẽ làm như sau: ta không sử dụng cách này mà ta sẽ sử dụng công thức hạng bậc. Đây là học biến đổi lượng giác. Chắc hẳn các em còn nhớ sin bình x bằng 1 trừ cos 2x chia 2. Các em ghi vào vở. Đây là công thức hạng bậc. Người ta sẽ phải cố gắng đưa tất cả các cái bậc cao về bậc thấp thì phương trình nó mới có ít họ nghiệm. Phương trình càng bậc cao thì nó càng kinh. Nói chung là nó sẽ khó hơn. Thế nên là để tránh cho cái việc mai kia bị dính vào mấy cái đau đầu này thì thống nhất nếu mai kia có gặp sin bình cos bình bậc cao thì hạ bậc. Đây là kinh nghiệm tiếp theo trong phần này mà thầy muốn nói. Chúng ta sẽ ghi như sau. Lúc này hạ bậc ta có sin bình bằng 1 trừ cos 2x chia 2. Ông này 1/4. Các em đồng mẫu. Cái chỗ này em thấy nó cứ dính phân lòi tòi. Em thấy mấy cái chỗ này nó cứ phân lòi tòi, nó cứ vả hết vào mặt này. Thì bây giờ các em đưa hết phân ra đồng. Các em gánh hết phân. Em đồng mẫu thì em quy hết phân ra đồng hết. Vứt hết phân ra đồng. Như vậy chúng ta sẽ đồng mẫu đi và vứt hết thì kết quả nhân 2 lên đây. Ta sẽ thu được, ta giải ở đây nhé. Vứt hết 2 lên đây. Đúng không? Vứt hết phân ra đồng, đấy nhá, vứt hết 2 lên đây. Thì chúng ta sẽ có đó là 2 trừ đi 2 lần cos 2x. Đúng không? Nhân 2 lên đây này, 2 trừ cos 2x bằng 1. Từ đó suy ra cos 2x của em bằng bao nhiêu? Bằng 1/2. 2 cos 2x, 2 cos 2x sẽ phải bằng 1. Thì ông này sẽ bằng 1/2. Rõ ràng nó chỉ có hai họ nghiệm thôi, đẻ đâu ra 4 nhiều thế. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có kết quả. Cái phương trình cos 2x này các em liệu đã biết giải chưa? Nếu các em chưa biết giải phương trình cos, thầy tạm thời thầy để đây. Thầy sẽ đổi cho em sang phương trình sin. Úi giời ơi. Thầy sẽ đổi cho em thành sin của
pi trên 2 trừ 2x để các em có thể giải được với phương trình sin. Ôi trời ơi, không sao cả. Chả có gì. Chỗ này cầm kì, tự đi giải tiếp. Cô này không muốn giải nữa, tự đi giải đi. Pi trên 2 trừ 2x bằng pin 6 hả? Một cái là pi trên 6 cộng cái thì chỗ này tôi tự đi giải tiếp nhé. Bạn nào học phương trình nghiệm cốt rồi thì em có thể giải cốt luôn. Nhưng bây giờ thấy đang giải sin thì thích để sin đấy, không sao cả. Thì chỗ này ra có pi trên 2 trừ 2x bằng pi trừ pi trên 6 là 5 pi trên 6 cộng cái pi. Đây. Và đến đây thì các em tự giải nốt nhé. Chắc là thầy không phải dạy chỗ này nữa đúng không? Chỗ này không phải dạy nữa. Được chưa? Chỗ này các em có thể lấy máy tính bấm giải nhanh chỗ này. Chỗ này thôi để thầy nhẩm cho. Chỗ này các em sẽ lấy như sau. 2x chuyển sang đây. Như vậy là chúng ta sẽ lấy 1 phần 2 đúng không? Lấy 1 phần 2 này, trừ 1 phần 6 này. Lấy 2x chuyển sang đây này. 1 phần 2 trừ 1 phần 6 này. Được bao nhiêu thì chia 2 này. Thì kết quả sẽ là pi trên 6 cộng kpi thôi. Úi dồi ôi, kpi. Rồi, hóa nghiệm thứ hai là lấy cái này chuyển sang đây, cái này trừ cái này. Ta sẽ lấy 1 phần 2 trừ đi 5 phần 6. Được chưa? Lấy 1 phần 2 trừ 5 phần 6 được bao nhiêu thì nữa, ta chia vào 2 là xong. Kết quả sẽ là trừ pi trên 6. Đấy, thế thôi. Hiểu chưa nào? Cộng kpi. Bạn đừng có bạn nào thắc mắc bảo thầy ơi, cộng kpi hay là trừ kpi? Cộng kpi trừ kpi đều thế cả thôi, không sai được. K này là số nguyên, dương hay âm đều được. Thế em đừng có thắc mắc cái chỗ này nhé. Mà kia bạn nào đi hỏi thầy ơi trừ kpi, úi dồi ôi, không có đứa nào mà nó ghi dở hơi ghi trừ kpi đâu. Mà kia ra lớp viết thế cô lại cười vào mặt cho. Cô lại bảo là thế em biến đổi kiểu gì cho nó thành cộng kpi thì em làm. Được chưa? Không, đừng có viết dở hơi trừ kpi nhé, rất mệt. Chú ý là nó như nhau cả, không ảnh hưởng gì. Thầy có nói lúc nãy rồi, cứ vòng lên trên thì vòng xuống dưới nó vẫn về như cũ thôi. Đừng có thắc mắc, chú ý nhé. Đấy, thì cuối cùng chúng ta đóng khung và chỉ có hai ngọn nghiệm này thôi. Đây này, pi trên 6 cộng kpi trừ pi trên 6 cộng kpi. Thế bây giờ chúng ta sẽ thấy là quái nhỉ, nó chả giống cái ông nào trong bốn cái ông này. Thế cái chuyện quái quỷ đang xảy ra đấy, lúc nó mới quái thai dị dạng này. Hiểu chưa? Đến lúc ấy sẽ thấy thực ra là người ta đã hợp hết nghiệm đi rồi. Các bốn họ nghiệm này khi vẽ trên đường tròn lượng giác thì nó hợp lại nó chỉ còn có hai họ nghiệm này thôi. Còn bạn nào mà muốn biết tí nữa thử vẽ đường tròn lượng giác ra rồi áp dụng cái cách của thầy đã nói là xong. Thầy nhắc lại những chỗ này, tài liệu sách vở người ta cũng rất ít khi nói. Các thầy cô ở lớp cũng sẽ không có nhiều thời gian để hướng dẫn. Nhưng mà thi với bài kiểm tra thì kiểu gì cũng sẽ có. À đấy, tại vì không phải lúc nào người ta cũng chỉ cho mình những cái chỗ này đâu. Nên thầy là thầy cẩn thận lắm. Thầy vì như là tất cả những vấn đề nào mà sẽ rơi vào nguy hiểm và thầy biết học sinh sẽ thắc mắc, thầy sẽ luôn giải đáp trước để mai kia em tránh bị dẫm vào cái đồng ý. Được chưa? Thầy không dặn trước mai kia em kiểu gì cũng dẫm vào cái đồng ý là thôi hỏng luôn đấy. Và cuối cùng là câu B, thầy sẽ hướng dẫn nốt trong câu B này. Thế là thầy sẽ kết thúc cái phương trình nghiệm sin này ở đây nhá. Được chưa? Câu B này các em đừng bị chóng mặt, thực ra người ta cho cái này để dọa các em thôi. Các bạn nào nhận ra đây là cái gì không? Phải chuẩn bị thầy ơi, phân tích sin x ra 2 sin cos. Xong rồi thầy ơi, phân tích cos x ra 2 cos bình trừ 1 hay là 1 trừ 2 sin bình ở thầy. Bài này chúng ta đừng để bị lừa. Bài này em càng phân tích ra bài toán nó càng rối rắm, được chưa? Em phân tích ra bài này cũng được đấy nhưng mà nó rối rắm. Bài này có hai hướng. Nếu em đưa sin 2x ra thì em có thể có nhân tử chung là sin x. Em có thể làm tự làm cách ý. Nhưng bài này người ta nhận ra một điều hay ho như sau. Đó là các góc này nó cứ xuất hiện lặp đi lặp lại. Sin A cos B cộng với cos A sin B thì đây bản chất chính là sin của A cộng B chứ còn cái gì nữa. Đây là công thức mà các em không nhận ra thì phương trình đang đơn giản nó trở thành rối rắm vì các em cứ làm cho nó tung tóe cả lên. Có nhiều thứ cũng giống như là em phải cẩn thận nhé. Có nhiều thứ trong vấn đề, tức là trong cuộc đời có nhiều cái vấn đề đơn giản lắm nhưng mà đôi khi nhiều bạn ấy cứ làm cho vấn đề nó phức tạp hóa trở lên hoặc là cứ bé đấy xé rất to. Sợ lắm. Không biết đường mà suy nghĩ tích cực mà hoặc là nó nghĩ đơn giản dễ hiểu đi. Học với thầy thì mọi thứ nó rất là tích cực, đơn giản dễ hiểu và hiệu quả. Phải tập nhìn ra những cái vấn đề mà nó kể cả nó có khó thì mình cũng phải. Chứ bây giờ khó mà cùng kêu khó. Người ta có một câu rất là hay. Nếu mà chẳng may đang đi trên một lộ trình con đường mà thuyền buồm mà tự nhiên mà gặp sóng gió. Thay cho cái việc đó là kêu than quay trở về hoặc là không đi nữa hoặc là than thân trách phận
thì người ta phải sửa lại cánh buồm, có nghĩa là sửa lại phương hướng, sửa lại con đường đi, chứ không phải là quay về, hoặc là ai bảo gì lúc ấy nghe đấy, không được, chết rồi. Hiểu chưa? Thì suy nghĩ nó đi một cái hướng khác, trong cuộc sống phải luôn luôn nghĩ ra các cái phương hướng khác, các giải pháp khác, được chưa? Chứ không phải là ngồi kêu than khó vì này nọ nọ trai thì thôi. Thế còn đi học làm cái quái gì nữa, được chưa? Học là nó phải trải qua mấy cái ý thì về sau nó mới nhớ được, mai kia người ta ra trường người ta mới nhớ về nhau, nhớ về những điều hay ho. Vừa rồi trong bài hát vừa rồi của thầy có cái câu gì ấy nhỉ? Cái gì mà người yêu giờ chẳng nhớ tên quen thuộc đấy, được chưa? Người yêu thì em có thể quên, nhưng mà tên thầy thì đừng bao giờ quên nhé. Được chưa? Trong bài hát vừa rồi có cái câu gì ấy nhỉ? Sau khi ra trường người ta sẽ luôn nhớ những kỷ niệm về nhau, người ta phải nhớ có những cái ngày tháng nó phải học, nó phải vất vả, nó phải khó khăn như thế này thì nó mới hay, trên lại toàn hoa hồng mới hoa cúc nó trải ra thì còn gọi quay là học, nó phải trải qua như thế này thì mới kia nó mới nhớ được. Nên nếu mà có sóng gió xảy ra gì đó thì dù sao cũng đã có thầy giúp đỡ rất là nhiều rồi, nhưng mai kia mà học cái lớp 11 này ấy, đấy, được chưa? Mà nếu mà mình mà học mà yếu, tốt nhất là mình nên đăng ký học toán của thầy chính, các em nhớ chưa nào, được chưa? Bài hát người yêu thì có thể quên tên, nhưng mà thầy thì đừng bao giờ quên tên nhé, được chưa? Coi chừng đấy, không mai kia mà học hành xong mà quên, tôi đến gõ cửa từng nhà từng đứa một đấy, chứ không phải là đùa đâu, được chưa? Cứ chờ đi, được chưa? Mà ai mà học hành tôi mà học hành không ra gì mà không cẩn thận thì mai kia nhé, tôi giả về nơi sản xuất, dắt tay về gọi cho bố mẹ nhé, chứ không có nhận đâu, coi chừng. Em nhớ đấy, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có cái này là sin của 3x. Ôi, đến đây phương trình quy về cơ bản này. Phương trình này chỉ có một họ nghiệm thôi này. Đuôi bằng 0 thì 3x bằng kpi. Kpi chứng minh rồi nhé. Kpi trên 3 hết tuồng, xong, ta thuộc Z. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có bài toán kết thúc ở đây. Như vậy là kết thúc phương trình ví dụ 4. Các em yêu quý, rồi, cái phương trình lượng giác cơ bản này các em sẽ được học trong rất nhiều tiết ở lớp ấy. Sách giáo khoa về nội dung của phần này nó chỉ có các nội dung về hàm số lượng giác, các nội dung về các phương trình lượng giác. Các bài trong sách giáo khoa thì người ta viết thường là cũng đơn giản ngắn gọn thôi. Nhưng mà bài này các em sẽ học đeo đuổi đến suốt học kỳ 1 và sẽ theo em đến suốt về sau thi đại học nữa. À, chính vì thế, hôm nay thầy chỉ giới thiệu cho em tập phần đầu tiên, mở màn coi như là khai giảng đầu năm, thầy sẽ hướng dẫn cho em phương trình nghiệm sin. Các phương trình khác thì trong buổi học về sau thì chúng ta sẽ được tiếp tục học tiếp. Vì đặc trưng của những bài toán này là nó có khá nhiều vấn đề hay và cũng phức tạp. Không thể nói một ngày là mới hết được đâu. Muốn học kỹ từ từ cẩn thận thì phải có thời gian, có quá trình. Bây giờ mà bảo thầy dạy luôn các thứ thì làm sao mà có thể dạy hết được, được chưa? Quan trọng nhất là sau những lời thầy nói, em tiếp thu được những cái gì không? Chưa? Hầu hết thì tất cả các bạn đều học hành tiếp thu cẩn thận, tiến bộ lắm, đến điểm rất là cao. Các em nhớ, năm nay hãy cố gắng khởi động từ sớm. Chỉ trong vòng tuần này thôi thì thầy chính sẽ khai giảng khóa học toán lớp 11 ở trên tuyển sinh 247.com. Sắp tới trong tuần này nhé, được chưa? Thì thầy sẽ có khóa học toán 11. Được chưa? Khóa học toán 11 trong tuần này. Thì khi nào bắt đầu mà khai giảng thì thầy chính sẽ thông báo cho các em, và các em có thể theo dõi trên tuyển sinh 247.com cũng như Facebook của thầy Công Chính. Theo thầy thì luôn luôn là luôn nghĩ về học sinh rồi, luôn cố gắng hết có thể tất cả rồi. Phần còn lại chỉ cần phụ thuộc vào các em nữa thôi. Các em nhớ chưa? Rồi. Em một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn và các em đã luôn theo dõi bài giảng của thầy Chính. Các em cố gắng tiếp thu và nghe những lời thầy chỉ bảo giúp đỡ ngay từ đầu năm để đảm bảo được cho kết quả học tập là tốt nhất. Một lần nữa thầy cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với thầy. Hy vọng rằng thầy trò chúng ta có thể ở bên cạnh nhau và suốt đến tận về sau các chặng đường vào đại học nữa. Các phương trình và các bài đằng sau nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục được học cùng với thầy trong những buổi tiếp tới. Được chưa nào? Xin chân thành cảm ơn các em và chúc cho tất cả các bạn và các em và gia đình cái gì ấy nhỉ? Các cháu ơi, cái gì để nhớ ra? Các cháu ơi, cái gì chúc các cháu gia đình và bố mẹ mạnh khỏe, an khang thịnh vượng nhé. Được chưa? Các cháu thấy hay thì like và chia sẻ cho thầy nhé. Được chưa? Rồi, xin thân ái chào tạm biệt.